Kính thưa quý vị, thi đua khen thưởng thể hiện sự biết ơn, trân trọng công sức đóng góp của cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc là động lực để mỗi người, mỗi tổ chức mang lại nhiều giá trị hơn cho bản thân mình và cho cộng đồng. Video này, chúng tôi tìm hiểu về các hình thức khen thưởng, huân chương trong quy định của Luật thi đua khen thưởng năm 2022. Điều 33 Luật thi đua khen thưởng năm 2022 định nghĩa: Huân chương để tặng cho tập thể có nhiều thành tích tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công trạng, lập được thành tích hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Huân chương gồm A. Huân chương sao vàng B. Huân chương Hồ Chí Minh C. Huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba D. Huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba D. Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba E. Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, hạng nhì, hạng 3 g huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3 h huân chương đại đoàn kết dân tộc i huân chương dũng cảm k huân chương hữu nghị Cụ thể từng loại huân chương được quy định như sau. Điều 34, huân chương sao vàng. 1. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Huân chương sao vàng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. B. Có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. 3. Huân chương sao vàng để tặng cho bộ ban, ngành, tỉnh, cơ quan của quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây. A, đã được tặng huân chương Hồ Chí Minh và sau đó có liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập. B, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 4, huân chương sao vàng để tặng cho quân khu quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc bộ quốc phòng, hệ lực lượng trong công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn sau đây. A, đã được tặng huân chương Hồ Chí Minh và sau đó có liên tục từ 25 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập. B, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 5. Tập thể đã được tặng huân chương Hồ Chí Minh lần tiếp theo thì thời gian và tiêu chuẩn đề nghị tặng huân chương sao vàng được tính từ khi được tặng huân chương Hồ Chí Minh lần gần nhất. 6. Huân chương sao vàng để tặng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài có công lao to lớn đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, Ban, ngành công nhận và đề nghị. 7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương sao vàng đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 điều này Điều 35. Huân chương Hồ Chí Minh. 1. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. B. Có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. 2. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. đã được tặng huân chương độc lập hạng nhất hoặc huân chương quân công hạng nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập. B. có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết Tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc bộ quốc phòng, hệ lực lượng trong công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương độc lập hạng nhất hoặc huân chương quân công hạng nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhân tố mới tiêu biểu cho cả nước học tập. B, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 4. Tập thể đã được tặng huân chương Hồ Chí Minh và sau đó có liên tục từ 15 năm trở lên đến thời điểm đề nghị lập được nhiều thành tích xuất sắc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh thì được xét tặng huân chương Hồ Chí Minh lần tiếp theo. Trong thời gian đó nếu được tặng huân chương độc lập hạng nhất hoặc huân chương quân công hạng nhất thì tiêu chuẩn để tặng huân chương Hồ Chí Minh lần tiếp theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này. 5. Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho người nước ngoài có công lao to lớn đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị. 6. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương Hồ Chí Minh đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Điều 36 huân chương độc lập hạng nhất. Một, huân chương độc lập hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. 2. Huân chương độc lập hạng nhất để tặng cho bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A, đã được tặng huân chương độc lập hạng nhì. B, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. Huân chương độc lập hạng nhất để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. đã được tặng huân chương độc lập hạng nhì và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong thời gian đó có 3 lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng bằng khen của thủ tướng, chính phủ hoặc có 3 lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và 2 lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh. B. nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 4. Huân chương độc lập hạng nhất để tặng cho cá nhân tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương độc lập hạng nhất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Điều 37. Huân chương độc lập hạng nhì một, huân chương độc lập hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. 2. Huân chương độc lập hạng nhì để tặng cho bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương độc lập hạng 3. B. Có nhiều thành tích xuất sắc, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. huân chương độc lập hạng nhì để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A đã được tặng huân chương độc lập hạng 3 và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ, một lần được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và không một lần được tặng bằng khen của Bộ, Ban, Ngành, tỉnh hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ, hai lần được tặng cờ thi đua của Bộ, Ban, Ngành, tỉnh và một lần được tặng bằng khen của Bộ, Ban, Ngành, tỉnh. B. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 4. Huân chương độc lập hạng nhì để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng huân chương độc lập hạng nhì đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Điều 38. Huân chương độc lập hạng 3. 1. Huân chương độc lập hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. B. Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. 2. Huân chương độc lập hạng 3 để tặng cho bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn lập được nhiều thành tích xuất sắc, có bề dày truyền thống, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3 huân chương độc lập hạng 3 để tặng cho tập thể không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. đã được tặng huân chương lao động hạng nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng bằng khen của thủ tướng, chính phủ hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và hai lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh. B. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh. C. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên. 4. Huân chương độc lập hạng 3 để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích xuất sắc đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 5. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng huân chương độc lập hạng 3 đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Điều 39. Huân chương quân công hạng nhất. 1. Huân chương quân công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. B. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc. 2. Huân chương quân công hạng nhất để tặng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. đã được tặng huân chương quân công hạng nhì. B. lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. Huân chương quân công hạng nhất để tặng cho tập thể trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương quân công hạng nhì và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có 3 lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, hoặc có 3 lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và 2 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. B. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. 4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Quân công hạng nhất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Điều 40. Huân chương Quân công hạng nhì. 1. Huân chương Quân công hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. B lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc. 2. Huân chương quân công hạng nhì để tặng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn và đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương quân công hạng 3. B. Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. Huân chương quân công hạng nhì để tặng cho tập thể trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương quân công hạng 3 và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ, một lần được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ hai lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an và một lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. B. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương quân công hạng nhì đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản một điều này. Điều 41. Huân chương quân công hạng 3. 1. Huân chương quân công hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A, có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. B, lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương trong toàn quốc. 2. Huân chương quân công hạng 3 để tặng cho Bộ Quốc phòng Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn lập được thành tích xuất sắc, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 3. Huân chương quân công hạng 3 để tặng cho tập thể trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau đây. A. Đã được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và sau đó có liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và hai lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. B. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. C. Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên. 4. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương quân công hạng 3 đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này. Điều 42. Huân chương lao động hạng nhất. 1. Huân chương lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc. B. Được giải thưởng cao của thế giới. C. Có phát minh, Sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước được cơ quan tổ chức có thẩm quyền công nhận. D. Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. D. Đã được tặng huân chương lao động hạng nhì và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian đó có từ 3 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có hai lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh. E. Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 2. Huân chương lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B, C và D khoản một điều này. B. Công nhân có ba sáng kiến mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. C. Nông dân có ba sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh, mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 5 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho nhiều lao động được bộ, ban ngành, tỉnh công nhận. 3. Huân chương lao động hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B, C và D khoản một điều này. 4. Huân chương lao động hạng nhất để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. B, có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. C, có thành tích đặc biệt xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ phát động. D đã được tặng huân chương lao động hạng nhì và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ hoặc có một lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và hai lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 4 lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 4 lần được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 5. Huân chương lao động hạng nhất để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 điều này. 6. Huân chương lao động hạng nhất để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động hạng nhất đối với trường hợp quy định tại điểm B và điểm E khoản một điều này. Điều 43. Huân chương lao động hạng nhì. 1. Huân chương lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây a lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động công tác sản xuất kinh doanh học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ ban ngành tỉnh b được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực c có phát minh sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ ban ngành tỉnh hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ ban ngành tỉnh D. có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. D. đã được tặng huân chương lao động hạng 3 và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian đó có từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có một lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh. E. có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hai huân chương lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho công nhân, nông dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: a đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản một điều này; b công nhân có hai sáng kiến mang lại giá trị cao, có lợi ích thiết thực và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận; c nông dân có hai sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh, mang lại giá trị cao và có lợi ích thiết thực hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 4 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. 3. Huân chương lao động hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B, C và D khoản một điều này. 4. Huân chương lao động hạng nhì để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A, lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh. B, có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. C có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ phát động. D, đã được tặng huân chương lao động hạng 3 và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong thời gian đó có một lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 3 lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 3 lần, lần được tặng bằng khen của bộ, ban ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 5. Huân chương lao động hạng nhì để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 điều này. 6. Huân chương lao động hạng nhì để tặng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ, Ban, Ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động hạng nhì đối với trường hợp quy định tại điểm B và điểm E khoản một điều này. Điều 44, Huân chương lao động hạng 3. 1. Huân chương lao động hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên. B. Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh. C, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. D, có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ Ban, ngành, tỉnh. D, được giải thưởng quốc tế cao của khu vực. E, đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 1 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 3 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. G, có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 2, Huân chương lao động hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho công nhân nông dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản một điều này. B. Công nhân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề được bộ, ban ngành, tỉnh công nhận. C. Nông dân có sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong phạm vi quản lý của bộ, ban ngành, tỉnh hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 3 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm cho người lao động được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. 3. Huân chương lao động hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho doanh nhân, trí thức, nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản một điều này. 4. Huân chương lao động hạng 3 để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh. B. Có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. C. Có thành tích xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do chỉ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên. D, có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước. D, có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong thời gian đó có một lần được tặng cờ thi đua của chính phủ hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của bộ ban, ngành, tỉnh hoặc có một lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh và một lần được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có hai lần được tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 5. Huân chương lao động hạng 3 để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 điều này. 6. Huân chương lao động hạng 3 để tặng cho cá nhân, Tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân, tập thể người nước ngoài tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam và có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 7. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động hạng 3 đối với trường hợp quy định tại điểm D và điểm G khoản một điều này. Điều 45. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. 1. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc. B. Có phát minh Sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận. C, đã được tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian đó có từ 3 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 2 lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ. D, có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận. B đã được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong thời gian đó có hai lần được tặng cờ thi đua của chính phủ hoặc có một lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và hai lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 4 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 4 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 điều này. Điều 46. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. 1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng công an nhân dân. B. Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận. C. Đã được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian đó có từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có một lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ. D. Có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng công an nhân dân được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận. B, đã được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Trong thời gian đó có một lần được tặng cờ thi đua của chính phủ và một lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Bộ Công an hoặc có 3 lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 3 lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 điều này. Điều 47. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. 1 huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Có thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng hoặc hệ lực lượng trong công an nhân dân. B có phát minh, sáng chế, công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ban, ngành, tỉnh về quốc phòng, an ninh được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận. C. Đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian đó có từ một năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 3 lần được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. D có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân khu quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng hoặc hệ lực lượng trong công an nhân dân được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận. B. Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, trong thời gian đó có một lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ hoặc có hai lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng Bộ Công an hoặc có một lần được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có hai lần được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 3. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 điều này. Điều 48. Huân chương chiến công hạng nhất. 1 huân chương chiến công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với tổ quốc với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây a lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ ban ngành tỉnh công nhận b chủ động sáng tạo mưu trí dũng cảm đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc không quản hy sinh tính mạng kiên quyết đấu tranh với tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. 2. Huân chương chiến công hạng nhất để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. B. Chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ ban, ngành, tỉnh công nhận Điều 49 Huân chương Chiến công hạng nhì một Huân chương Chiến công hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với tổ quốc, với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: a. Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng Công an Nhân dân hoặc trong bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ ban ngành tỉnh công nhận b chủ động mưu trí dũng cảm đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chấp hành tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân toàn lực lượng công an nhân dân hoặc trong bộ ban ngành tỉnh được bộ ban ngành, tỉnh công nhận. 2. Huân chương chiến công hạng nhì để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng công an nhân dân hoặc trong bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. B. Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền An ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân, toàn lực lượng công an nhân dân hoặc trong bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận. Điều 50. Huân chương chiến công hạng 3. 1 Huân chương chiến công hạng 3 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có tác dụng động viên, giáo dục nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành tỉnh công nhận. B chủ động mưu trí dũng cảm đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chấp hành tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân khu quân đoàn quân chủng binh chủng tổng cục và tương đương thuộc bộ quốc phòng trong hệ lực lượng trong công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành tỉnh công nhận. 2. Huân chương chiến công hạng 3 để tặng cho tập thể trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây. A. Lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc bộ quốc phòng trong hệ lực lượng trong công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành tỉnh công nhận. B. Chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thành tích đạt được có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, trong hệ lực lượng trong công an nhân dân hoặc ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh được bộ, ban, ngành tỉnh công nhận. Điều 51. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc. 1. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc để tặng hoặc truy tặng cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo người dân tộc thiểu số, doanh nhân tiêu biểu, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân khác có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 52. Huân chương dũng cảm. Huân chương dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm khi cứu người, cứu tài sản của nhà nước của nhân dân trong thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn, cháy, nổ, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc dũng cảm sung phong vào nơi nguy hiểm nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc toàn quốc. Điều 53. Huân chương hữu nghị. 1. Huân chương hữu nghị để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể người nước ngoài có đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước trên thế giới và đạt các tiêu chuẩn sau đây: a. có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam; b. có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước hoặc công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam; có đóng góp tích cực vào việc xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận và đề nghị. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Trên đây là một số thông tin tìm hiểu về huân chương quy định trong luật thi đua khen thưởng năm 2022. Mong rằng mỗi người, mỗi cơ quan, đoàn thể đều nỗ lực để việc thi đua khen thưởng trở nên thực chất hơn đem lại giá trị tinh thần sống, làm việc và cống hiến tích cực hơn cho xã hội. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để theo dõi thêm các video của kênh, mọi người hãy đăng ký và like. Xin chân thành cảm ơn.